Thì sau đây là em xin mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ đến với một trong những cái chương trình mà gọi là hot nhất là năm qua đó quý vị. Thì xin thưa với gọi quý vị là cái chương trình của em là quý vị biết là em đã dẫn chương trình cặp đôi hoàn hảo quý vị biết không quý vị? Quý vị biết em dẫn chương trình thử thách cô bước nhảy đúng không quý vị? Quý vị biết em nhảy dẫn chương trình The Voice Kids đúng không quý vị? Dạ bữa nay em tổ chức chương trình The Voice Cúc. Yeah. The Voice Cúc là dành cho những em nhỏ nhắn thân hình như chim cúc. Và bây giờ chương trình The Voice Cúc bắt đầu. Giới thiệu thí sinh nhà cửa xa xôi từ miền xa xin thi trước, rất là ham học, rất là mê âm nhạc. Xin giới thiệu thí sinh Miss Tà Beo. Chào các bạn. Một tràng pháo tay cho thí sinh Miss Tà Beo thưa quý vị. Hả? Trời ơi. Hình như con bị Miss Tà Beo xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn trẻ và các bạn nhỏ kính mến. Thôi thương rồi. Ê What's up baby? Chú nè. Biết chú hả? Coi chú trên truyền hình hoài, bữa nay mới gặp chú đó. Biết chú hả con? Đăng ký lâu lắm rồi, bữa nay con mới được lên thi nè. Biết chú, chú hả? Chú mà. Là ai? Hỏi hoài chú chứ ai. Con dạ. Biết chú mà. Biết rồi, thì chú là ai nói nghe coi nè, chú là ai? Mệt quá, hỏi hoài. Con biết chú. Chú làm chương trình The Voice Kids đó. Biết rồi thì đó, nhưng mà chú thì chú chấm cho con Phương Mỹ Chi á. Đúng rồi, thì biết chú là ai? Là như con không biết vậy. Trời ơi, con tới sáng luôn thiệt á, là nổi điên. Bây giờ chú hỏi lại một lần cuối, con có biết chú là ai hay không? Chú tên Thành. Đó, phải như vậy, đó. Đúng bây giờ rồi. Nói luôn được cái lót là hay nè, tên cái gì nè. Hả? Tên lót là tên gì? Thì chú là tên Thành đó. Con biết mà. Con biết chữ lót với cái chữ chót không? Lót chữ đầu á hả? Biết sao không biết. Tên gì? Không hoài. Làm như người ta ngu lắm. Thôi bỏ đi ha. Mình bỏ qua cái giai đoạn. Chú đổ chứ. Con hả? Chú tưởng con còn nhỏ, con không biết chú là ai hả? Biết chú bộ, chú Thành. Chú là chú Thành. Mình Thành hay Thành? Chú Thành á. Nó nửa Thành nửa Thành. Bây giờ cô nói là Thành hay Thành? Thành chú. Cái tên đầu của chú con biết luôn nè. Tên gì? Nói chú đừng có khen con nha. Con nói chú thưởng con nghe. Tên gì nè? Chú Thủ Thành. Là như không biết vậy. Đố hoài. Sợ rồi, mặt xanh lè. Không, Trấn Thành không? Trấn Thành. Mệt quá. Trấn Thành. Thủ với Trấn cũng thứ một hả? Bắt lỗi có phải hoài em con thi nít mà nó trả treo quá. Nít hoài. Rồi thi. Rồi con nói là đúng hết được chưa? Cái nho ông bà xưa ta kêu Trấn là thủ đó. Rồi bây giờ là ở dưới quê lên đây phải không? Dạ con nghe chương trình chú thông báo chú gửi điện về nhà đó là con lên liền. Đúng con rồi. Đi 7 ngày rồi mới tới. Trời đi gì mà dữ vậy? Đi bằng xe hả? Không có. Đi bằng gì? Ghe. Trời quê con ở miền sông nước. Trời sâu quê, lắm. Quê con ở đâu? Cuối cùng ở dưới kia. Quê con ở đâu? Chú hỏi chi? Không phải biết cái lý lịch của thí sinh chứ con quê con ở đâu nè? Chú biết Bạc Liêu không? Biết. Biết. Quê con ở Cà Mau. Xong nói luôn đi vòng vô Bạc Liêu chi vậy trời. Thì đi Bạc Liêu mới tới Cà Mau. Thì vòng vô Cà Mau luôn đi. Thì thôi con nói vậy chú biết được rồi. Rồi con ở Cà Mau rồi ba má con ở đâu? Cà Ná. Sao kỳ vậy con ở Cà Mau sao ba má lại ở Cà Ná? Chú mới kỳ á thì ba má con sanh con ở Cà Mau thì ba má con ở Cà Mau chứ. Chú hỏi vậy chi để cho con nói Cà Ná. Nó bắt bẻ mà nó giận hộng con ghê lắm á. Chú mới nhiều chuyện á. Nó dần lân thì nó nói luôn Cà Mau đi, nó còn móc mình Cà Ná nữa hả? Con còn nhỏ tuổi con không biết thì chú hỏi gì cho nó gọn gọn đi. Biết rồi. Và Cà Ná với Cà Mau phải không? Là ba má là Cà Mau, con Cà Mau phải không? Đúng. Và Cà Mau phải không? Cà Mau. Rồi. Lớn hơn nhiều tuổi? Hai. Mặt này hai tuổi. Hai. Nói bao nhiêu tuổi? Ba. Thế nãy 2 giờ 3. 4. Không có tập đọc nghe, mấy tuổi? 14. 4 hay 14? 14. Con lớn hơn Mỹ Chi. Trời đất ơi, gần hết cái tuổi cuối cùng mà tham gia năm sau là ngưng thi rồi đó nghe. Con với Mỹ Chi là bà con á, Phương Mỹ Chi á. Biết hả? Dạ. Phải không?
bà con. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa quan hệ sao? Ông nội của con Chi với ông ngoại con hồi xưa ăn bún riêu chung. Gần lắm. Rồi sao thân vậy? Thì hai người ăn chung mỗi ngày đó là thân rồi, kết nghĩa với dòng họ luôn. Ủa vậy hả? Dạ mà chia tay rồi. Giờ con với gia đình Chi không có thân như hồi xưa nữa. Sao vậy? Ông nội con lấy mắm tôm trội vô mặt con ngoại con Chi. Cái gì ăn uống thôi, đi chơi liền vô mặt, nó có thú gì cả. Biết ai không hồi xưa, con biết nghe kể lại không? Rồi thôi.